Bình Định là một tỉnh ven biển nằm phía bắc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Tỉnh Bình Định có 11 huyện, thị xã và thành phố. Trong đó, Vĩnh Thạnh là một trong những huyện trực thuộc tỉnh Bình Định. Huyện Vĩnh Thạnh nằm phía bắc tỉnh Bình Định, cách thành phố Quy Nhơn khoảng 80 km. Huyện Vĩnh Thạnh có phía đông và đông bắc giáp các huyện Phù Cát, Hội An của tỉnh Bình Định, phía tây giáp huyện Cờ Bang, tỉnh Gia Lai, phía tây bắc giáp huyện An Lão, tỉnh Bình Định, phía nam giáp huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Diện tích của huyện Vĩnh Thạnh khoảng 710 km², dân số hơn 30.000 người, có khoảng 12 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộc Kinh Ba Na chiếm đa số. Trước thế kỷ 18, huyện Vĩnh Thạnh là nơi của các ngôi làng người Ba Na sinh sống. Đến đầu thế kỷ 18, người Kinh bắt đầu di cư đến đây lập nghiệp. Tên Vĩnh Thạnh có từ khi nào? Tháng 4 năm 1947, tỉnh Bình Định lập ra 4 huyện miền núi gồm Vân Canh, Vĩnh Thạnh, Kim Sơn, An Lão. Tên Vĩnh Thạnh có từ đây. Hiện tại Vĩnh Thạnh có 8 xã và 1 thị trấn gồm xã Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Kim, xã Vĩnh Hảo, xã Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Thịnh, xã Vĩnh Quang, xã Vĩnh Hòa và thị trấn Vĩnh Thạnh. Hiện tại Vĩnh Thạnh có rất nhiều cảnh đẹp. Đặc biệt là cảnh đẹp suối Tà Má nằm trên địa phận thôn Hà Ri, xã Bình Hiệp. Ngoài ra, nơi đây còn có lợn đen, lợn ra rừng, thịt đặc biệt thơm ngon bổ dưỡng. Cụ thể liên hệ đến trại nuôi lợn đen, lợn lá rừng Nam Bình Định, địa chỉ xã Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định. Nếu thấy những thông tin này có hữu ích, bà con cho em một like, chia sẻ và đăng ký kênh. Cuối cùng, kính chúc quý bà con mình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Chào tạm biệt.